trở lại với live stream hôm trận đấu thứ 3, trận chung kết thứ 3 ở nội dung đôi nam nữ cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Thái Lan. Mọi người hãy nhanh chóng trở lại với live stream hôm đi ạ. Xin chào tất cả những ai đang theo dõi live stream hôm và những người đang theo dõi lại live stream hôm. Hãy có những người xem đầu tiên xuất hiện và mọi người hãy trở lại với live stream hôm đi. Đây sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Ok, và mọi người hãy comment 1 để Hùng được biết là mọi người đã có mặt tại live stream Hùng để Hùng có thể chào mọi người được không? Ok, trọng tài đã bước vào sân rồi và chuẩn bị thì các vận động viên cũng sẽ bước vào sân thôi. Hello anh Thành Support, hello Đường Bá Hổ, hello Dân Hà, xin chào anh Quang Nguyễn. Ok, hai vận động viên đến từ Thái Lan đã đang bước vào sân. Họ mặc trên mình sang quần áo màu đen. Và đó là thương hiệu Jonex, quần áo màu đen thương hiệu Jonex, và hai đội viên cũng đánh vừa Jonex luôn. Ok, xin chào anh Đăng Ngọc, xin chào Nguyễn, anh Hải. Và trước khi trận đấu bắt đầu, Hùng rất mong rằng mọi người có thể giúp Hùng chia sẻ cái live stream này. Chào tất cả mọi người, đang xếp cái máy quay lại để quay chất lượng HD cho mọi người. Và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau ít phút nha. Đây là hai đại diện duy nhất của Nhật Bản và Thái Lan trong vòng chung kết này. Đây là trận đấu bắt đầu. Điểm không đều Nhật Bản phát cầu. Bộ quần áo của Nhật Bản thực sự rất đẹp. Rất đáng tiếc cho tình huống thủ cầu lỗi của cầu thủ nữ đến từ Nhật Bản. Điểm số đầu tiên cho Thái Lan 1-0.
quang ồ anh ơi, anh có thể ngồi thẳng lên một chút được không? Tại vì em bị vướng nên góc quay quá. Ngồi đấy. Ok được kia. Em cảm ơn. Điểm 3-1 cho Thái Lan. Đó là một tình huống cầu khá may mắn của tay vợt đến từ Nhật Bản. Điểm thứ 23. Rồi rõ ràng tay vợt nam đến từ Nhật Bản có chiều cao khá khiêm tốn, anh ta còn thấp hơn cả nữ cơ. Tuy nhiên đánh cầu lại rất hay. Đó mới là điều quan trọng. Quá dẻo, cơ hội tấn công. Anh còn nữa rồi. Một ba cầu dẻo như kiểu cổ tay không xương luôn. Điểm 4-2. Cơ hội tấn công vẫn còn, nhờ thủ tốt chứ nhỉ. Trong những trận tình huống tiếp theo chúng ta không thể thủ cầu được. Rồi điểm 3-4 cho Nhật Bản. Ngoài sân, một tình huống cầu ngoài sân khá nhiều, khoảng 20 cm. Service over. 5-3. Điểm 5-3 cho Thái Lan. Rất đáng chú ý tình huống chơi cầu lỗi và đây là những tình huống chơi. Service over. 4-5. Rồi điểm 4-5 cho Nhật Bản. Có vẻ trong những phút thi đấu đầu tiên thì các vận động viên chưa thi đấu vào tay cho lắm, nên các đường cầu còn khá ngắn và chưa có sự kịch tính nhiều. Chúng ta tiếp tục theo dõi trận đấu nào. Kéo chân khá hay. Tay vợt Nhật Bản di chuyển khá nhanh. Rất căng. Service over. 6-4. Điểm 6-4. Thái Lan phân cầu. Vâng, xin nhắc lại. Trong vòng chung kết này, 5 trận đấu thì đây là trận đấu duy nhất có đại diện của Thái Lan và Nhật Bản. Và cả hai đều rất khao khát. Cầu này rất hay của tay vợt nữ đến từ Nhật Bản. Không còn cơ hội cho vận động viên Nhật Bản có thể được cầu được rồi. Ok, đổi điểm 5-6. Không, không. Một lần đầu điều chỉnh trận đấu này. Một phút thế thì đến 2-2. Cứ phải đái cho nó hết dung lượng rồi, đi không ạ? À, mới hết gói kia thôi. Mới hết một ghi thôi, ăn ghi thôi mà. Đang hốt. Tưởng hết dung lượng mọi người ạ, đang xoắn này. Mới hết gói một ghi thôi. Trọng tài xác định cầu trong sân. Điểm 8-5 cho Thái Lan. Vòng từ đầu trận đấu đến giờ thì Thái Lan vẫn luôn dẫn điểm. Nhật Bản tuy đã có nhiều tình huống đuổi điểm sát nút rồi nhưng họ vẫn chưa thể dễ hòa. Điểm 8-8 cho Thái Lan hỏng cầu. Điểm 6-8 cho Nhật Bản. Đánh nam nữ thì phải tìm lấy tốt. Tiếp tục là một tình huống cầu ngoài sân đối với Nhật Bản. Chẳng lẽ hôm nay cầu bay hay không khí loang hay sao mà đội bóng viên đánh cầu ra ngoài sân tương đối nhiều. Đánh ra cũng tương đối xa, không phải chỉ vài phân mà lên đến khoảng 20 phân. Đây là một tình huống cầu may mắn tiếp theo của đội tuyển Nhật Bản, đây là tình huống cầu lần lượt thứ hai của Việt Nam này. Việt Nam sẽ là trận đấu cuối cùng nha anh Nguyễn Trường Giang ơi. Cảm ơn Sakatagi đã giúp anh trả lời. Tiếp tục là một tình huống cầu ngoài sân. 10-7. Điểm 17, khoảng cách vẫn là 3 điểm cho Thái Lan. Một tình huống cầu may mắn hôm nay Nhật
số lần lưới. Anh. Nhưng mà tí nữa thua thì đừng nói chụp ảnh với em nhá. Đưa chụp ảnh Huyền thua đúng không? Ok, tôi điểm 8-10. Đó là một pha. Đoàn cầu thủ Anh từ Thái Lan bị lừa cầu như vừa rồi, nhưng có vẻ tình huống vừa rồi của tay anh chơi được lỏng và dẻo cho lắm. Điểm 9-10, một điểm số nữa thôi, đây là lần thứ 3 họ đuổi sát điểm rồi, liệu rằng họ có thể gỡ hòa hay không? Gỡ hòa thật rồi. Rất thật. Điểm số 10 đều rồi. Ok, Trường Giang thì em Trường Giang. Điểm 10 đều. Phát cầu rất tinh tế. Pha thủ thành công của Lữ Nhật. Nửa set đấu thứ nhất đã trôi qua, nội dung đôi nam nữ. Cặp đấu viên đến từ Thái Lan đã dẫn trước với khoảng cách chỉ 1 điểm, 11-10. Đây là một set đấu khá căng thẳng. Vâng, tính đến trận đấu này, đây là trận đấu thứ 3. Thì ông đánh giá có lẽ đây là trận đấu ngang tài ngang sức nhất. Trong trận đấu đơn nam thì vận động viên áo xanh đến từ Indonesia đã có chiến thắng thực sự quá thuyết phục và áp đảo trước đối thủ của mình cũng đến từ Indonesia. Trận đấu đôi nữ trước thì cặp đôi đến từ Đài Loan đã có rất nhiều tình huống đáng hoảng rồi đã chấp nhận sự thất bại trước cặp đôi đến từ Malaysia. Ok, trận nam đôi nam sẽ là trận đấu cuối cùng nha. Đây là trận đấu thứ 3. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu đơn nữ. Và sau đơn nữ sẽ là đôi nam. Điểm 11-10, Thái Lan phát cầu. Một tình huống cầu lỗi rất đáng tiếc của nữ Thái Lan. 11 đều rồi. Ok, ngay cả khi các vận động viên đang trong sân thì huấn luyện viên của Nhật Bản cũng vẫn đang có sự chỉ đạo. Rất hay, cơ hội tấn công. Còn đó là tình huống nâng cầu không mạnh. Tuy nhiên, các vận động viên từ Thái Lan có một tình huống thủ cầu cạch. Có vẻ anh ta nghĩ rằng đó sẽ là một tình huống cầu đập rất mạnh hay chẳng. Sự tiếp xúc lực không tương đầu dẫn đến cầu hỏng. Rồi. Thủ tình rất tốt. Còn đây là Nhật Bản đã vươn lên dẫn trước với khoảng cách là 2 điểm. Bắt chéo sân khá khó chịu. Thì hay thế nhỉ? Liên tục 4 điểm số cho cặp đôi đến từ Nhật Bản rồi. 14-11. Rất đáng tiếc. Có điểm thì có mà mất điểm thì đâu. Điểm 24 cho Thái Lan. Không đảm bảo rằng sau vòng chung kết này về uống sẽ bị đau họng, nhưng mà xem cảm giác hơi khẳng khẳng giọng rồi. Từ ngoài sân rất đáng tiếc cho vận động viên vì Thái Lan đang muốn cầu vừa rồi. Rõ ràng thì muốn cầu đó đã đánh lừa hai vận động viên đến từ Nhật Bản, nhưng đó là một pha cầu ngoài sân. Đội điểm 15-12 cho Nhật Bản. Saito phát cầu. Hơi cao rồi. Rất may mắn thì nó vượt lưới đó, cầu vẫn trong sân. 13-15. Đây là một tình huống đánh cầu khá lỗi của đội Việt Nam. Đánh ngay rồi, cầm đấu và đứng như Nhật Bản luôn.
Đội điểm 16-13 cho Nhật Bản. Nhật Bản vẫn duy trì thế dẫn điểm là 3 điểm số. Mình nghĩ sẽ là 4 điểm số. Đây Việt Nam chúng ta. Vâng, nữ thôi không còn nữa rồi. Quá bình tĩnh. Không chỉ là một con chú ý thế nhưng ta có chú ý như nào vẫn có thể nhận điểm. Mười bảy, mười ba, khoảng cách 4 điểm rồi. Những điểm số cuối cùng rồi. Ôi, vẫn còn kìa. Những tình huống xuất sắc của các vật nữ đến từ Nhật Bản. Đó là những tình huống trước của các vật nữ đến từ Thái Lan. Đó là những cây cầu rất xa rồi. Nhưng cô trả cầu còn lát và sát lưới hơn. 18-13, khoảng cách 5 điểm. Những điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất. Khả năng cao là cặp đôi đến từ Nhật Bản sẽ giành chiến thắng trong trận này. Rồi một tình huống bỏ nhỏ, cầu lơ rất khó chịu. Service over. 14-18. Điểm 14-18 rút ngắn cho Thái Lan. Nữ của Nhật khá rất tốt. Rất đáng chơi tình huống đập cầu đập biên từ ngoài sân. 15-18. Ok, anh Dương Phạm Bình chọn hai set dành cho Nhật. Mọi người ý kiến sao ạ? Mọi người có nhận định như nào? Ok, nữ là trò chơi rất tốt. 19-15 rồi. Rất khó để cặp đôi đến từ Thái Lan có thể lội ngược dòng trong trận đấu này. Thực sự trong giải đấu Shibuya này chưa có nhiều trận đấu lội ngược dòng. Nhật Bản. Nữ Nhật đánh hay thật. Vận động viên nữ tên Saito, mọi người hãy nhớ cái tên này, biết đâu một vài năm nữa vận động viên này lại xếp hạng thế giới thì sao. Saito cũng giống như Watanabe 2-3 năm về trước, sau khi vô địch giải Shibuya, sau khi xuất sắc giành chức vô địch giải Shibuya thì bây giờ anh ta đang ở top thế giới. Bắt đầu góc rất nhanh, điểm số rút ngắn 16-20 cho Thái Lan. Nhưng chỉ còn một điểm số nữa thôi, Nhật Bản sẽ cần chiến thắng rồi. Nhật Bản vẫn còn 4 cơ hội để kết thúc trận đấu này. Quá khéo léo. Cơ hội tấn công rồi. Cầu rất chính xác từ ngoài sân trên đấu thứ nhất kết thúc 21-16 dành cho Nhật Bản. Đặc biệt là vận động viên nữ của Nhật Bản, cô có những pha đánh cầu thì quá khéo léo. Tay vợt nữ đến từ Nhật Bản mặc chiếc áo ba lỗ khá đẹp. Ok, cho anh thủ những phút giải lao mọi người có thể giúp Hùng chia sẻ live stream này để nhiều người xem hơn được không ạ? Ít người xem quá, Hùng đang cảm giác rất là buồn ngủ và thiếu năng lượng mọi người. Mình nghĩ là những trận đấu lớn nào sẽ có càng người, nhiều người xem hơn nữa cơ. Ok, cảm ơn chị Việt Phương đã comment bạn mình vào xem cùng. Mọi người hãy comment bạn mình vào xem cùng đi, nếu mọi người không thể giúp Hùng chia sẻ thì mọi người hãy giúp Hùng comment về bạn của mình là nào. Kế tiếp tục là những sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nhật Bản cho các học trò của mình. Rõ ràng huấn luyện viên của Nhật Bản cũng không phải là nhiều tuổi cho lắm. Anh ta nhìn cũng rất trẻ, có lẽ cũng chỉ mới nghỉ sự nghiệp thi đấu cách đây vài năm. Ok, xin chào Uyên Vũ nha. Vũ anh chia sẻ live stream lên trận cầu lông được không? Second game, level play. Ngoài sân
người chơi đầu tiên tại Nhật Bản. Rất có thể trận đấu này sẽ giống như dự đoán của anh Dương Phạm, có thể nó sẽ chỉ kết thúc trong vòng 2 set thôi. Điểm 3-0 cho Nhật Bản, một khởi đầu thực sự rất tuyệt vời. Không có nghĩ là nó sẽ là 4-0 cơ. Nam Nhật đánh chắc quá. Khéo thật. 4-0 thật mọi người ạ. Đội bảng khá khó chịu. Đây quá dẻo. Bốn không như Nhật Bản rồi, rất có thể trận đấu này sẽ chỉ kết thúc trong 2 set. Khéo thế nhờ, thủ nhờ. Lại là một tình huống thủ thủ lỗi của đội Việt Nam Thái Lan. Còn cả ba cặp đôi đến từ Thái Lan đang bị trùng rồi, và cứ thế cặp đôi đến từ Nhật Bản cứ thế giành điểm và cứ thế vươn lên thôi, khoảng cách 5-0 rồi. Hello anh Đức Dương nha, xin chào Nguyễn Bảo Sơn, xin chào Trần Hoa. 6-0 rồi. 6-0 rồi. Kéo lại 7-0 chứ. 7-0 thật mọi người ạ. Mọi người đến từ Thái Lan chưa thể giành được một điểm số nào, họ đang bị thua một cây 7 điểm rồi. Để sự tính đến thời điểm hiện tại thì mọi người có nghĩ rằng trận đấu này sẽ kết thúc trong vòng 2 set không? Hùng và rất nhiều người khác đang nghĩ như vậy. Nó dần giống với set đấu thứ hai ở nội dung đơn nam rồi. Lúc nãy là 8-1, trận đấu đơn nam là 8-1. Liệu trận đấu này có thể cắt được không? Kinh hồng nữ của Nhật kìa. Không lao rất khó chịu. Chúng ta có không lao khá hay và chiến thuật. Điểm 9-0. Vâng, mọi người sẽ không bao giờ nghĩ đây là set đấu trận chung kết nữa. Tại sao có sự chênh lệch điểm số lớn như vậy ạ? Cặp đôi đến từ Nhật Bản đang thi đấu ở phong độ cực kỳ đỉnh cao. Nhưng trận đấu hấp dẫn nhất của buổi chung kết ngày hôm nay sẽ là trận đấu đôi nam mọi người, Hàn Quốc và Indo. Đập cầu thế vẫn không thể chết được. Nữ Nhật thủ cầu quá kinh khủng và đánh cầu lưới thật là léo. 10-0 rồi. 10-0 rồi. Điểm số 10-0 rồi. Đánh vào nữ Nhật có khác gì đánh vào tường đâu. Dẻo thế nhỉ. Quá chắc chắn. Cặp đôi đến từ Nhật Bản rất thanh thoát. Hồi thí sinh rất đáng tiếc và một cầu rất tốc độ của tay vợt đến từ Nhật Bản, tuy nhiên cầu đã ra ngoài sân. Điểm số đầu tiên cho Thái Lan, điểm 1-10. Ừ.
Vâng, sau khi cắt được dây lên điểm thì cặp đôi đến từ Thái Lan đã có thể giành được điểm số tiếp theo. Điểm số 11-2 trong set đấu thứ hai. Trong set đấu thứ nhất thì Nhật Bản đã giành chiến thắng. Đi chỗ nhé. Nhật Bản thực sự đánh cầu quá hay và quá thuyết phục. Set đấu thứ nhất, set đấu thứ hai, điểm số là 11-2 cho Nhật Bản. Và trong set đấu thứ nhất thì họ cũng giành chiến thắng. Và chính xác bây giờ không phải nói là 100% cặp đôi Nhật Bản giành chức vô địch rồi, chứ không phải là 99-99 nữa. Dã man thật. Ok, hai set đấu nghỉ giữa set đã kết thúc và các vận động viên đã trở lại sân. Điểm 11-2 Nhật Bản giao cầu. Rồi bây giờ chúng ta hãy tập trung và xem các vận động viên Nhật Bản biểu diễn đi. Đó là một tình huống lừa cầu cá của tay Việt Nam đến từ Thái Lan, nhưng đó là một tình huống cầu thừa lực, cầu ra ngoài sân. Rất bất ngờ. 12-2 rồi. Thì giống hệt với trận đơn nam lúc trước. Điểm 32 cho Thái Lan, điểm số thứ 3 dành cho Thái Lan. Lại là cầu ngoài sân. Cặp đôi đến từ Thái Lan có vẻ họ đang bị ke tay rồi. Đánh cầu không còn tự tin vào những đường cầu của mình nữa. Không tự tin vào cái tay của mình nữa rồi. Thực sự trong cái tình huống như thế này thì đó cũng là một chuyện rất bình thường thôi. Cơ hội tấn công. Chém hay thế nhỉ? Quá mỏng. Không còn rồi. Nữ Nhật, thực sự nữ Nhật đập rất tốt và đánh cầu rất khéo, đánh lưới rất khéo. Đánh nam nữ mà có nữ đánh hay thì đúng là nam sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Nữ mà làm chủ được lưới thì gần như là chiến thắng trên 50%, trên 60%. Vẫn còn kìa, nam chủ. Cũng đã nói rồi, mọi người hãy cùng xem cặp đôi Nhật biểu diễn đi. Còn kết quả cuối cùng như nào thì chắc chắn là mọi người biết rồi. Điểm 15-3 cho Nhật Bản. Rất có thể trong một vài năm nữa thì cặp đôi nam nữ này của Nhật Bản sẽ có những cái tên nổi tiếng. Có thể là cặp đôi này hoặc là một trong hai cái tên này sẽ có mặt trong những vị trí cao trên bảng cầu lông xếp hạng thế giới. Tốt, có một tình huống gai cầu khá căng tay của tay vợt Nam đến từ Thái Lan. Điểm số thứ tư cho Thái Lan, 4-15. Trên chúng ta màn hình nhiều đang thấy các vận động viên của Hàn Quốc đang di chuyển vào khán đài để có lẽ sẽ chuẩn bị cổ vũ cho đồng đội của họ. Buộc chun quần. Nguyễn Dương Phạm Thái Lan cáu rồi, tại anh dự đoán nó thua 2 set, bây giờ nó thua 2 set thật này anh ơi. Không còn nữa rồi, một tình huống ăn điểm quá dễ dàng của tay vợt nữ. Đó là một tình huống phát cầu non của tay vợt nam Thái Lan.
làm gì có cơ hội để sửa sai trong tình huống như thế. Nữ Nhật Bản đánh quá hay, ép nữ cũng không ăn thua đâu. Trời ơi, anh này cho đi đánh bóng đổ kéo vẫn được mọi người ạ. Anh này thấp thấp như này thôi chắc cũng chỉ được khoảng chưa đến 1m7, 1m6 mấy thôi, nhưng mà kéo vẫn úp đổ được đấy. Bật quá cao, 18-5 rồi. Ở trong trận đấu đơn nam thì ở trong set đấu thứ hai, tay vợt đến từ Indo, tay vợt áo xanh có lối đánh giống Kento cũng thắng đối thủ với tỷ số đó là 21-7. Liệu rằng cặp đôi đến từ Thái Lan sẽ phải chịu thất bại với điểm số tương tự hay là thất bại sâu hơn đây? 19-5 rồi. Hùng chỉ sợ rằng cặp đôi đến từ Thái Lan còn không thể lên được 7 điểm cơ. Bé bé mà bật cao thật. Mấy ông Nhật này được bật tốt, cực kỳ tốt. Đúng là người ta bù được chiều cao của người ta, chiều cao hạn chế thì lực bật họ lại rất là tốt. Nữ Nhật đập này. Từ ngoài sân, pha phong cầu hơi căng tay. Ok, điểm 6-19 cho Thái Lan. Ok, anh Dương Phạm liệu rằng dự đoán của anh Dương Phạm có đúng được không? 21-8 hay là 21-7 đây? Ok, em thấy dự đoán của anh Dương Phạm dần dần đúng rồi đấy. Điểm 7-19 cho Thái Lan. Một điểm số tiếp theo, hai điểm số liên tiếp dành cho Thái Lan. Nhưng kết thúc của trận, kết quả trận đấu thì ai cũng đã biết rồi. Không còn nữa rồi, rất hay. Hết rồi. Điểm số 27. Vâng, trong set đấu thứ nhất thì còn căng căng, trong set đấu thứ hai này thì đúng là Nhật Bản biểu diễn thật. Ok, điểm 8-21. Dự đoán của anh Dương Phạm càng ngày càng chính xác rồi. Điểm số này mà dành cho Nhật Bản thì chuẩn 100% luôn anh ạ. Rồi, dự đoán của anh Dương Phạm chính xác 100%, không chệch vào đâu được. Chiến thắng cho cặp đôi Nhật Bản với tỷ số 21-8. Một chiến thắng quá thuyết phục. Và họ biểu diễn cho đối phương trong set đấu thứ hai này. Trong set đấu thứ nhất còn có chút khó khăn và các vận động viên của Nhật Bản đang cúi đầu chào các cổ động viên. Hoàng và mọi người đừng quên theo dõi Facebook của người chế độ xem trước nha. Cùng xin nhắc lại và bây giờ cũng sẽ kết thúc live stream. Tí nữa thì cũng sẽ live stream trận đấu sau, sẽ là trận đấu đơn nữ. Và mọi người hãy đừng bỏ Hùng, hãy cửa trở lại với live stream của Hùng trong vòng khoảng 10 phút nữa. Bây giờ cũng sẽ kết thúc live stream để ban tổ chức có thể trao giải thưởng cho vận động viên như Hùng có thể tiết kiệm dung lượng để có thể live stream chất lượng tốt nhất gửi đến mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người, vận động viên, support Hùng.